chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Sau tranh ác liệt nổ ra vào ngày 20 tháng 11 xung quanh bệnh viện Indonesia ở phía Bắc Gaza, nơi hàng ngàn bệnh nhân và người sơ tán trú ẩn trong nhiều tuần, sau tranh quanh bệnh viện Indonesia diễn ra một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tán 31 trẻ sinh non khỏi bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza. Theo AP, các bệnh viện tại Gaza đang trở thành tâm điểm của xung đột Israel-Hamas, trong khi Israel khẳng định Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Không ít ý kiến cho rằng chiến dịch bom đạn ác liệt của Israel chẳng khác nào một cuộc trừng phạt tập thể nhằm vào 2,3 triệu cư dân Palestine ở Gaza. Marwan Abdallah, một nhân viên y tế tại bệnh viện Indonesia cho biết họ nhìn thấy xe tăng Israel từ cửa sổ. Abdallah cho biết, bạn có thể thấy họ di chuyển xung quanh và nổ súng. Phụ nữ và trẻ em sợ hãi, súng và đạn nổ liên tục. Phát ngôn viên cơ quan y tế Gaza, Ashraf Al-Qidira khẳng định các lực lượng Israel tấn công bệnh viện Indonesia, giết chết ít nhất 12 người. Thông tin này chưa được xác minh độc lập. Ông đồng thời cho biết khoảng 600 bệnh nhân, 200 nhân viên y tế và 2.000 người sơ tán đang trú ẩn tại bệnh viện này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa công bố video hình ảnh đường hầm mà họ cho là được Hamas sử dụng bên dưới bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Đoạn phim được đăng tải trở thành một bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố trước đó của Israel về việc Hamas đang dùng bệnh nhân, bác sĩ và cả bệnh viện Al-Shifa làm lá chắn sống. Tuy nhiên, ngay sau khi video này đăng lên và những cáo buộc về việc Hamas đặt cơ sở dưới bệnh viện lớn nhất giải Gaza, thì Giám đốc Cơ quan Y tế Gaza Monit Elbas cho hay tuyên bố của Israel là dối trá. Tuy thừa nhận có mạng lưới đường hầm hàng trăm km xuyên suốt giải Gaza, nhưng Hamas phủ nhận những đường hầm này nằm trong cơ sở hạ tầng dân sự như bệnh viện. Trong đoạn video mà Israel đăng lên mạng xã hội cho thấy trục đường hầm trông giống như một lỗ tròn trên mặt đất. Bên cạnh đó, quân đội Israel cho biết đường hầm dài 55m, sâu 10m, sử dụng thang dài 3m và thang xoắn ốc dài 7m được Hamas sử dụng bên dưới bệnh viện lớn nhất Gaza. Lối vào đường hầm chứa nhiều cơ chế phòng thủ khác nhau như cửa chống nổ và lỗ bắn, những nỗ lực của Hamas nhằm ngăn chặn lực lượng Israel tiến vào. Đường hầm này, theo như Israel cho biết, thì được phát hiện trong một nhà kho bên trong khu nhà Al-Shifa, nơi chứa đạn dược của Hamas. Theo như những gì mà video đã thể hiện, thì quân lính Israel chưa tiếp cận được sâu xuống dưới đường hầm, mà chỉ sử dụng robot để tiếp cận ngoài đường hầm và tìm hiểu một phần của đường hầm. Đến thời điểm hiện tại, chưa thể rõ bên trong đường hầm này còn có gì khác ngoài những gì mà Israel đã tuyên bố không. Nhưng nếu thực sự Hamas đặt cơ sở chỉ huy dưới bệnh viện lớn nhất Gaza, thì xung đột có lẽ sẽ đạt đến cực điểm và cả thế giới sẽ phải vào cuộc quyết liệt hơn để tìm giải pháp hòa bình cho giải Gaza. Cũng liên quan đến việc Israel đã có những bước tiến trong việc tiếp cận hệ thống mê cung đường hầm nằm dưới giải Gaza của Hamas. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các chuyên gia cảnh báo một trong những thách thức lớn nhất mà Israel phải đối mặt là mạng lưới đường hầm rộng khắp của Hamas dưới lòng đất Gaza. Theo một nguồn tin an ninh Israel của hãng tin Reuters, nhiều khả năng các con tin đang ở dưới hầm ngầm và Israel phải săn bằng mặt đất để dò tìm đầu mối các đường hầm. Tuy nhiên, chỉ có các tay súng Hamas mới biết rõ về đường hầm của mình và dùng chúng để tập kích, ẩn náu hoặc trốn thoát. Một khi binh lính Israel bị cài bẫy, bị nhử vào đường hầm, cái kết sẽ rất khó lường. Kênh NDTV cho hay, quân đội Israel năm 2021 tuyên bố đã phá hủy 100 km đường hầm của Hamas tại giải Gaza. Song, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar sau đó tuyên bố hệ thống đường hầm ở Gaza dài tới 500 km và chỉ mới bị phá hủy 5%. Để dễ hình dung, toàn bộ mạng lưới tàu điện ngầm Delhi, Ấn Độ có chiều dài khoảng 392 km, trong khi Delhi có diện tích gấp 4 lần Gaza. Trong nỗ lực khắc chế mê cung ngầm của Hamas, Israel quyết định đầu tư rất nhiều tiền của để xây dựng hệ thống phát hiện đường hầm vào năm 2014. Công việc này được giao cho hai nhà thầu Elbit System và Rafael Advanced Defense System của Israel đảm nhận. Đây cũng là những nhà thầu cùng hợp tác phát triển hệ thống tên lửa đánh chặn nổi tiếng Vòm Sắt. Thế nhưng, theo Viện Nghiên cứu Quốc gia Israel, các cảm biến không thể hoạt động hiệu quả vì chúng không phát hiện được các đường hầm rẽ và bị nhầm lẫn bởi các giao lộ. Trước khi Hamas kiểm soát Gaza vào năm 2006, Israel rút quân khỏi đây trước đó một năm. Theo hãng tin Bloomberg, hệ thống đường hầm được dùng để buôn lậu. Theo thời gian, các đường hầm trở nên phức tạp hơn với hệ thống thông gió và có cả điện, bất chấp việc Israel hạn chế vật liệu xây dựng vào Gaza. Hamas trong nhiều năm đã sử dụng các đường hầm dưới giải Gaza đông dân cư để che giấu vũ khí, cơ sở chỉ huy và các tay súng.
Các chuyên gia nhận định một số vị trí hầm ngầm của Hamas ở Gaza có thể sâu đến 35 mét, thậm chí được trang bị đường dây và cơ quan liên lạc. Lối vào hầm ngầm thường nằm trong các tòa nhà dân cư hoặc các cơ sở công cộng khác. Bất chấp đã chi hơn 1 tỷ USD để phát triển hệ thống phát hiện hầm ngầm tinh vi và dựng hàng rào ngăn giải Gaza, nhưng Israel vẫn thất bại trong việc ngăn Hamas đột kích lãnh thổ hôm 7 tháng 10. Ở một diễn biến khác liên quan đến xung đột Israel-Hamas, nhóm vũ trang Houthi của Yemen bắt một tàu chở hàng có liên hệ với Israel và giữ 25 thành viên thủy thủ đoàn làm con tin. Vụ việc làm dấy lên nỗi lo về việc căng thẳng từ xung đột Israel-Hamas có thể lan ra mặt trận hàng hải. Nhóm vũ trang Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố tiếp tục nhắm mục tiêu trên các tàu trong vùng biển quốc tế có liên quan hoặc thuộc sở hữu của Israel cho đến khi quốc gia này chấm dứt chiến dịch quân sự ở Gaza. Houthi cảnh báo rằng mọi tàu thuyền liên quan đến kẻ thù Israel hoặc có thỏa thuận với kẻ thù này đều trở thành mục tiêu hợp pháp. Ông Mohammed Abdul Salam, nhà đàm phán và phát ngôn viên chính của Houthi, sau đó khẳng định người Israel chỉ hiểu ngôn từ vũ lực. Ông này cũng cho biết thêm rằng việc bắt giữ tàu Israel là một bước đi thực tế nhằm cho thấy sự nghiêm túc của lực lượng vũ trang Yemen trong việc phát động giao tranh trên biển, bất kể tổn thất và hậu quả. Đây là sự khởi đầu. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó khẳng định nhóm vũ trang Houthi đứng sau vụ tấn công nhằm vào tàu Galaxy Leader treo cờ Bahamas. Tàu này có liên kết với một tỷ phú Israel. Quân đội Israel nhấn mạnh đây là một vụ việc nghiêm trọng có thể gây ra nhiều hệ lụy xấu trên toàn cầu. NYK Line, công ty vận hành Galaxy Leader cho biết tàu không có hàng hóa vào thời điểm bị bắt. Công ty đến từ Nhật Bản cho biết thêm, thủy thủ đoàn của Galaxy Leader đến từ Philippines, Bulgaria, Romania, Ukraine và Mexico. Nhật Bản hôm 20 tháng 11 lên án vụ tấn công Galaxy Leader. Chánh văn phòng nội các Hirokazu Masuno cho biết, chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực để sớm mang lại sự tự do cho thủy thủ đoàn thông qua đàm phán với Houthi, cũng như liên lạc với Israel và hợp tác với chính phủ Ả Rập Saudi, Oman và Iran. Houthi cho biết họ đối xử với các thành viên thủy thủ đoàn một cách phù hợp với giá trị Hồi giáo, nhưng không nói rõ điều này có nghĩa là gì. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.